chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Chung được giảm án 10 năm, thế lực nào đã can thiệp. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ba đồng phạm, bao gồm ông Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, nguyên cán bộ C03 của Bộ Công an, Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, nguyên chuyên viên phòng thư ký biên tập, Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập về tội chiếm đoạt tài sản bí mật nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Tuy xử kín, nhưng phía chính quyền cho biết phần tuyên án tòa sẽ tuyên án công khai. Chủ tọa phiên tòa là ông Trương Việt Toàn thẩm phán. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa là ông Khuất Hữu Ánh và ông Đỗ Minh Tuấn. Trong phiên tòa có 7 luật sư tham gia bảo chữa cho 4 bị cáo, trong đó ông Trung có 4 luật sư. Vào trưa ngày 11 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản bí mật nhà nước. Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế thuộc Bộ Công an, nhận mức án 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc lần lượt bị tuyên mức án 24 tháng tù và 18 tháng tù. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đứng trước tòa. Điều mà dư luận bàn tán xôn xao là bản án 5 năm tù của ông Nguyễn Đức Chung. Bởi vì trước đó khung hình phạt dự kiến cho ông Trung là từ 5 năm đến 10 năm tù. Đây là một kết quả rất bất thường. Âm mưu giảm án đã có từ trước điều này được đưa ra. Như đã phân tích về trường hợp xử kín đối với ông Nguyễn Đức Chung ở những bản án của tờ Thời báo.de đã đăng trước đây, thì tài liệu mà ông Phạm Quang Dũng đánh cắp ở cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an giao cho Nguyễn Đức Chung đó không phải là tài liệu bí mật quốc gia. Nó chỉ là hồ sơ điều tra tội phạm hình sự thông thường. Nhưng cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát đã cố tình đưa nó vào tài liệu diện bí mật nhà nước. Nên theo luật thì phải xử kín. Và việc xử kín này, như đã nói, là để che đậy những sự thật mà cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được. Mục đích của che đậy này là để ngã giá về bản án. Khi đó, tờ Thời báo.de đã phân tích là khả năng giảm án cao hơn là tăng án nặng. Và đúng như vậy, vào hôm trưa ngày 11 tháng 12, với bản án chỉ có 5 năm tù giam dành cho ông Nguyễn Đức Chung, nghĩa là hội đồng xét xử đã giảm từ 5 đến 10 năm so với mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị. Điều này cho thấy gia đình ông Nguyễn Đức Chung đã biết cách chạy cửa nào đó để cứu ông khỏi một bản án nặng nề. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đang nghe tuyên bản án. Việc chạy trọt cho ông Nguyễn Đức Chung có thể thấy rất rõ ở hai hướng. Hướng thứ nhất là mua chuộc báo chí thông báo ông Chung có tiền sử bệnh ung thư và bệnh tâm thần để hòng tìm kiếm cho ông Chung điều kiện để được tại ngoại. Đây rõ ràng là phương án thứ nhất, tốt nhất, vì nếu nó thành công thì ông Chung sẽ không ở tù ngày nào cả. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bác bỏ trường hợp này bởi lẽ nếu chạy trọt theo hướng này thì Bộ Công an sẽ bị xã hội lên án, bởi chẳng ai tin ông Trung bị bệnh ung thư và cũng chẳng ai tin ông Trung bị bệnh tâm thần cả. Dân thì thừa biết đây là chiêu trò của ông và gia đình của ông Trung đưa ra. Còn nếu chạy trọt để giảm án tại tòa thì vấn đề này trong tầm tay, vì tòa chịu trách nhiệm xét xử ông Trung chính là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, nơi mà có nhiều người quen biết với ông Trung trước đây. Đội ngũ xét xử ông Trung cũng từng là những người dưới quyền ông thời ông còn làm chủ tịch. Cấp dưới xử cấp trên thì chắc chắn họ sẽ nương tay là điều dễ hiểu. Đấy là chưa nói đến vấn đề mua chuộc hay chạy án. Như vậy là từ khi kết luận tài liệu điều tra là bí mật nhà nước, rồi sau đó đưa đến phiên tòa xử kín cho thấy họ muốn che mắt dân để ngã giá cho bản án này từ trước đó rất lâu. Một âm mưu không khó đoán. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tội của Nguyễn Đức Chung như thế nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, gọi tắt là vụ án Công ty Nhật Cường. Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 đã xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Để nắm thông tin và tài liệu về quá trình điều tra vụ án nêu trên,
ông Nguyễn Đức Chung đã thông qua một người thứ ba để làm quen với bị can Phạm Quang Dũng. Thời điểm đó là cán bộ phòng 8C03, người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường. Sau khi ông Chung đề nghị, Dũng đồng ý và nhiều lần cung cấp cho ông Chung các tài liệu liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức độ mật. Để thực hiện kế hoạch, quá trình tham gia vụ án, Phạm Quang Dũng có dùng điện thoại chụp lại các tài liệu bản thân được tiếp cận chụp trộm tại các báo cáo liên quan đến vụ án. Sau đó, từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2020, ông Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếu đoạt các tài liệu liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường. Kết quả điều tra đã xác định ông Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức mật liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường, rồi 2 lần chuyển cho ông Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở độ mật. Những tài liệu này được ông Dũng gửi cho ông Chung thông qua phần mềm Viber hoặc Zalo, email hoặc thông qua lái xe riêng của ông Chung mang về. Các cáo trạng xác định trong vụ án này bị can Nguyễn Đức Chung là người chủ mưu, Phạm Quang Dũng là người thực hành, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc là người giúp sức. Đây là hình ảnh trước tòa án xử ông Nguyễn Đức Chung, an ninh dày đặc. Và mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị là từ 10 đến 15 năm tù giam cho mức phạm tội như vậy là đúng pháp luật. Thế nhưng khi xét xử thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội lại xử kín và chỉ có 5 năm tù. Một bản án được đánh giá là rất nhẹ. Đây là một nghi vấn chạy án đối với người dân, nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có quan tâm đến bản án bất thường này hay không là một vấn đề hết sức khác. Và dư luận cũng cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cần chỉ đạo điều tra thêm nghi án chạy án trong đại án này. Sau phiên tòa, thẩm phán Trương Việt Toàn đã đến bắt tay và vỗ vai Nguyễn Đức Chung. Hình ảnh chủ tọa bắt tay chúc mừng bị cáo một cách vui vẻ là hiện tượng chưa từng thấy từ trước đến nay. Hình ảnh này được cộng đồng mạng cho là thầy trò của họ đang diễn kịch. Tất cả đều thành công mỹ mãn. Như vậy thì đã rõ ràng, việc xác định tài liệu hồ sơ điều tra là bí mật nhà nước, nó đã đưa đến kết quả như vậy. Trong phòng kín, họ xét xử như là làm trò và trò làm cho có thủ tục để kết thúc, ai cũng chiến thắng. Và hiện tượng này, nếu ông Nguyễn Phú Trọng để ý, thì ông cần phải chỉ đạo điều tra thêm tội ác, chạy án nữa. Tuy nhiên, kỳ vọng này rất khó. Vì sao lại như vậy? Đây là hình ảnh chủ tọa Trương Việt Toàn và bị cáo Nguyễn Đức Chung bắt tay một vở kịch xét xử. Vì thực chất của vụ án hạ bệ Nguyễn Đức Chung chỉ là giành ghế, Nguyễn Đức Chung chắc chắn không còn cơ hội để trở lại chính trường nữa, nên có thể nói là vô hại đối với kẻ thù của ông Nguyễn Đức Chung. Việc xét xử với án bán nhẹ nhàng như thế, nói cho cùng là mang lợi ích cho các bên. Đối với gia đình ông Nguyễn Đức Chung thì đó là bản án nhẹ cho ông Chung. Với những người xét xử thì rất có thể họ được tưởng thưởng cho lối kết án nhẹ nhàng như vậy từ phía gia đình ông Chung. Và xét cho cùng, đây là một phiên tòa win-win, tức là bên nào cũng thắng. Chỉ có người dân là bị lừa vì họ nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thiện chí đốt lò thật sự. Và bao giờ thì công lý Việt Nam mới không bị phải là diễn viên hài như vậy? Trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nói rằng mức án 5 năm nhắm như vậy là quá nhẹ. Ông ấy bị truy tố theo khoản 3 điều 337 chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Rõ ràng ông bị kết án có 5 năm tù ở phiên sơ thẩm. Biết đâu ông ở phiên phúc thẩm ông lại được giảm nhẹ thêm. Thường ở phúc thẩm chỉ có bằng hoặc giảm nhẹ hơn mà thôi. Như vậy mức án 5 năm tù là rất nhẹ so với hành vi phạm tội và so với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát. Còn luật sư Lê Quốc Quân cũng cho biết thêm rằng các vị trí quan trọng mà ông Chung nắm giữ trước đây có thể là nguyên nhân đã khiến cho tòa tuyên án khá nhẹ nhàng như vậy. Vì luật sư này đã nói, đối với một ông cựu chủ tịch như thế, được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang và từng giữ vai trò quan trọng trong Bộ Công an như thế, thì tôi nghĩ họ cũng nương nhẹ. Đây là hình ảnh tòa án ở Việt Nam như sân khấu hài vậy. Vâng, một bản án quá nhẹ thì đúng hơn. Ở Việt Nam, người ta thường nói nửa đùa nửa thật rằng công lý chỉ là một diễn viên hài. Có lẽ câu nói đó thật nhiều hơn đùa. Song song với vụ án Nguyễn Đức Chung thì vụ án dính đến đất quốc phòng của nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cũng vậy, án rất nhẹ, chỉ có 5 năm mà còn được xem xét giảm án. Ở xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này thì công lý có thể bị thay đổi cán cân rất dễ dàng nếu người đó có đặc quyền hoặc có tiền. Với Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Văn Hiến thì họ có cả hai thì làm sao không được giảm án. Cho nên nói công lý ở Việt Nam chỉ là diễn viên hài là như vậy. Và bản chất của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam
thực chất là khi nhà nước đảng quyền chứ không phải là nhà nước pháp quyền như họ vẫn hay xưng tụng. Khi nhà nước đảng quyền mà sửa người của đảng thì họ nhẹ tay như là điều đương nhiên. Đấy là chưa nói đến sự can thiệp của đồng tiền. Vậy nên bản chất hài của ngành tư pháp Việt Nam không bao giờ rũ bỏ được chừng nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó đã thuộc về bản chất của chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Đức Chung được giảm 10 năm, thế lực nào đã can thiệp như thế? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.